Dạ, cơm sang Cần Thơ kính chào của cô chú anh chị các bạn và cô chú các bạn nhớ luôn hôm nay vàng để điều đẹp đẹp không hoành tầm trung bự bự để gì giữ không ơi, rồi cho lấy cái nhang quý cô chú anh chị đại liên hệ tiếp chỗ nhà vườn giúp kênh của cô chú các bạn. Thứ gì Dạ, đứng chào chị đầu? ạ. Rồi, chị chào Linh lên đây. Bữa nay 1 tây tháng 11, bãi kiển Nhân Sĩ có về được 13 phôi á, để giao lưu với cô chú anh chị. Số điện thoại là 038 319 8616, số đó cũng là số Zalo ha. Rồi, để không mất thời gian em vô cây số 1 đi. Lùng lực. Cây số 1, một cây này cũng như phanh tàn hay lỡ lỡ ha, mà giót ngọn. Đế luôn. Thì hết biết đế luôn ha, tay cành thì đều. Nó dừa dừa chung đế chung. Đế kẹo chứ. Đế là kẹo chứ. Không trống trời, đế gốc nở kẹo. Tay cành bự bự đều. Tay cành to, lực lực không à? Lực. Mà nó giót ngọn nha. Rồi, đã thông số đi ha. Thông số được đây là 86. Ủa mà tổng chiều cao được 86. Trời ơi. Tán ngang nó được 64. Thoát thân nó đây được 20. Đường kính bầu thì 55. Hoành đây 39. Dạ, hoành 39. Nó cũng nở chạc chạc ha, mà không có đo cái chạc chạc. Này, nó nở. Nở bự. Đo thử hơi hơi cái số cũ cho cô chú xem cái số. Cũ. Đo cũ ha. Chị tính đo cái chạc chạc nó thôi, chị không đo cái cũ. Hảo hảo cái cũ cô chú xem. Cái cũ ở đây thì 98. Dạ. Nó cũng có cái độ sổ nhẹ nhẹ ha. Nhẹ nhẹ đây được 22. Rồi giá. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 3.200.000 ha. Cái cây nó cũng đẹp cây ha cô chú anh chị. Cây đẹp. 3.200. Cây này mà nó bự cái là tới chuyện luôn á. Bự là đẹp cũng. Rồi, đổi qua cây số 2. Cũng một cốt luôn. Đấy, cốt kẹt ha, cho chú anh chị. Chị cành cũng đầy đủ vừa bự. Dạ, chị cành thì em cắt gì nó, nếu cô chú nào thích lùng thì tán như này, còn không thích thì để vậy. Tay cành bự lực, đế điệu. Đế thì điều gan hả, ngay cả không có cái nào đế tệ. Rồi, đo chiều cao của cây ha. Chiều cao của cây đây là được 93. Nó cũng có phân tàn ngang ngang gọng gọng gì, nó được 52. Đường kính bầu nó 53. Cũng đế gốc nở nở. Hoành đây được 42. Chạc chạc đây được 48. Thoát thân, thoát thân, thoát. Trời ơi, sao đó bề này. Thoát thân đây cũng 20. Nào cũng nở nở gốc. Để nghĩ cũng điều bộ chứ, dạ. Kính hết trơn. Nó cũng gót ngọn không à, cây nào nó cũng gót cái ngọn, còn nhỏ nhỏ không à. Ngọn còn có 16, 17 vậy đó. Còn 16 ngọn. Rồi, phôi số 2 em xin phép giao lưu là 3.500.000. Ship shop em bao sống nha, bao ship tới nhà ha cô chú anh chị. 3.500.000 cây số 2. Rồi, em đổi vào phôi số 3. Em cần dù lỡ, đẹp, chỉ cần có đủ. Này, cây nào cũng có chi cành, cây nào cũng có đế hết á. Đế hết, biết đế à. Kẹo chứ, ngắt.
kẹo đều cái bầu đi. Cứng bầu hết trơn, cây nào cũng cứng. Rất đều chứ. Để cá đẹp. Đây chiều cao của cây. Tổng chiều cao của cây ở đây là 91. Tới mặt bầu nha cô chú anh chị. Hắc thần này được 34. Đường chín bầu 52. Hoành đây được 43. Hoành 43. Dạ. Cây này thì cũng có đợt chủ rớt ngọn ha. Ngọn nó còn 15. Đế hết biết đế luôn cô chú anh chị. Chi cành thì cũng đều. Cái này muốn chơi. Lấy gì giữ. Rồi. Thôi số 3 này em xin phép giao lưu là 3.200.000. Cây số 3. 3.2. Đỡ qua phôi số 4. Phôi số 4 cái này cũng phôi tầng lỡ lỡ ha. Nè. Chị cành nó đều hay sợ không? Chị cành nó bành bành đều ghê. Mà đế hết biết luôn không? Đế còn nào cũng lấy nó lực nè. Bành đều bầu chứ. Nha. Đế kẹo chứ. Hôm nay bành bành luôn. Dạ. Cái phôi chị cành nó lực ghê. Các chiều cao của cây đi. Tổng chiều cao tới mặt bầu nó được 99. Tán ngang nó được 62. Đường chín bầu nó 57. Thất thân đây được 25. Quanh đây 50 ha. Rồi, nó chặt chặt xuống một chút. Là 57. Nở, quanh 50 chặt 57. Đế nó cũng hơi sổm sổm luôn. Ừ, đế nó không sổ sổ mà nó sổ nhẹ à. Chứ đó đậu sổ nó được 23. Mà nó bỏ điều đế luôn, bỏ điều gan à, không có chỗ nào nói rồi nó thiếu á. Nó chỉ ra cái giấc ngọn nữa coi. Giấc ngọn nó đây còn 17. Cây giót luôn. Mập ú giót. Cây số mấy đây? Cây số 4. Cây số 4 em xin phép giao lưu 5.500.000 ha cô chú anh chị. Dạ cây số 4. 5 triệu rưỡi. Số điện thoại lên. Số điện thoại em là 038 319 8616. Số đó cũng số Zalo ha. Rồi, đổi vào phôi số 5. Phôi số 5 này cũng cây tàn lỡ nè. Để cũng giữ nè. Để giữ đế luôn, cây này mới giữ đế nè. Thấy không? Gà cứng đó chứ. Tàn nó đầy đủ, chi cành nó đầy đủ chẳng ha. Tổng chiều cao nó 140. Hoành tầng lỡ lỡ nó được 79. Tán ngang á. Thất thân đây được 34. Nó thất thân cũng vừa vừa chơi à. Đường chín bầu được 60. Còn đây 52. Dạ, hoành 52. Chị ngắt cái bầu. Ừ. Kẹo luôn. Quá trời chị cành này.
Điều đế cũng điều gan, đế hết biết dày luôn. Rồi, phôi số 5 này em xin phép giao lưu với cô chú anh chị là 6.500.000 ha. Dạ, 6.500.000, cái số 5. 6.500.000. Em đổi qua phôi số 6. Thế cũng cuồn cuộn. Ừ, phôi số 6 này nó cũng bể xù ha, bể hơi. Bể nách. Bùng rồi. À, cũng chân. Mà hết. Mà đế. Nói chung lâu này của em thì cây nào nó cũng có đế chẳng hạn cô chú anh chị, đế dữ dữ mà. Đế khá đẹp không? Dạ, đó chiều cao ha. Tổng chiều cao tới mặt bầu nó được 96. Đường kính bầu nó đây 56. Quỳnh ở đây 47. Quỳnh 47. Thất thân cây này nó cũng hơi cao cao. Thất thân được 35. Cái này có lớp da chóc chóc. Chóc cái da nè chứ không có gì hết. Da tơ xanh. Bình thường, nó da lại. Chóc. Báo cô chú chị biết luôn. Ừ. Báo cho biết luôn để. Cái này chắc chủ nhà người ta làm trúng vậy, chóc cái này chóc lâu rồi ha. Nó không có bị hư không gì hết. Để gồm cũ. Này nó là cũng nở nở gốc không à, không có đo nở rồi đo như thôi. Hả? Đi rồi. Cái cành không đầy đủ điều. Rồi, phôi số 6, em xin phép giao lưu 4.800.000. 4.800.000 nha cô chú anh chị. Cây này một cốt không ha cô chú anh chị, một cốt sạch không á. Nãy giờ rồi, em đổi qua phôi số 7. Cây cành đều chưa, còn lớn. Phôi số 7 này cũng to to. To bự. Nè, nó kéo nhựa nè, thấy lên. Cũng có cây này nó ngay cũng có clip trước còn lại cái cây. Nè. Kéo nhựa hết trơn rồi nè. Kéo nhựa mạnh. À, kéo nhựa mạnh. Đế cũng giữ. Đế cũng giữ đế lắm. Nó có bị cái lỗi chỗ này nó cũng bị chóc da nè, nhưng mà nó không có bị sam hay mục gì trơn á. Nó chỉ chóc cái da chỗ đó thôi. Đây cũng được bịch. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 79. Thất thân đây được 24. Đế thì sổm sổm. Cây già cây lên sụn sụn. Quỳnh đây được 57. Quỳnh 57. Già lên sụn. Cúc này đường kính bầu cũng 57 luôn. Nó cũng làm như nó cũng bể bể xù nhưng mà không biết nó không biết phải không. lên nhà để xù nhiều. Mấy cái nách nách này nó phù ra trơn nè. Thôi kệ đi, mình bán cây trơn đi. Quỳnh tới năm mấy? 57. 57 quỳnh. Rồi, phôi số 7 thì em xin phép giao lưu 6.500.000 luôn. 6.500.000 ha cô chú anh chị. Dạ, 6.500.000, cây số 7. Số 7. Rồi, em đổi qua phôi số 8. Phôi số 8 muốn. Phôi chia cành cũng đầy đủ không điều. Cũng có chia cành đầy đủ. Cũng cân đối. Tông nó cao cao chút cũng ha, dáng dáng chữ nó cao cao. Để nó cũng đầy đủ cũng đều, cũng cân đối, nó cũng đều không, nó chia ra đều. Đấy thì nó chia đều nhưng nó bỏ không được đẹp bằng mấy cây kia ha. Đúng rồi.
Tổng chiều cao tới mặt bầu là 111. Đường kính bầu đây được 54. Hoành đây 46. Dạ, hoành 46. Cái này thì nó cũng thoát thân, thoát cao ha. Thoát thân đây được 30. Lâu này thì cây nó chung chung. Rồi. Đây là cũng được. Phôi số 8 này em xin phép giao lưu là 3.800.000 ha cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0383198616, số đó cũng là số Zalo ha. Shop em thì bao sống 3 tháng nha, bao ship tới nhà. 3.8 cây số 8. Rồi, em đổi vào phôi số 9. Phôi số 9 này nó cũng đế lực lực không mà nó cũng đế dữ lắm mà. Cái cành nó đẹp không? Này nếu về mình chơi toàn vụ ha. Cái cành cành do đều lắm chứ anh. Nên chi cành nó hơi tròn mà nó cũng có đọt chủ đàng hoàng. Rồi, đo chiều cao. Tổng chiều cao của cây đây là được 92. Đường kính bầu được 52. Hoành đây được 49. Dạ, hoành 49. Cái cộng mâm bình bằng. Đế thì cộng lực lực không à. Rồi, phôi số 9 này em giao lưu 4.500.000, 4.500.000 ha cô chú anh chị. Hoành 49-50 rồi không? Rồi, em đổi qua số 10. Số 10 nó hơi gọn gọn. Rồi, nó dùng cây nào nó cũng có chi cành đầy đủ chứ. Giống cây số 9, chi cành dù lơ lỡ gọn gọn, còn đa. Chắc cành trồng cho điều. Cái nào nó cũng có chi cành, đế cũng cao đẹp không? Cái nào cũng có chi cành, cũng có đế hết. Cân đối cũng đều bầu. Chiều cao của cây, tổng chiều cao được 80. Đường kính bầu được 50. Hoành đây được 38. Thất thân đây được 29. Cái này hơi nhỏ thấy nè. Này và hoành 38. Đế cũng đều như bầu chứ. Dạ, đế thì giữ đế. Chi cành cũng đẹp sẵn. Có chi cành đầy đủ. Tổng chung 38 hoành. Rồi, phôi số 10, xin phép 2.500.000, 2.500.000 ha cô chú anh chị. 2.500.000. Dạ. Phôi số 10. Qua phôi số 11. Cây nào cũng một cốt, dáng chật không à? Cành này cũng khá đều, cũng được. Dạ, thì to to. Số 11, đế nó kẹo bầu luôn ha. À, nó ngay có luôn. Mấy cọng này nó hơi dảnh lên, hồi dảnh lên hồi chủ nhà ở đó người ta cắt chứ không phải mình cắt. Người ta cắt xích xích ra ngoài rồi cái về mình đục lại cho mới thôi à. Dạ. Nhớ gom đế đẹp cũ trà bá luôn. Kể xuống bích chịch chứ, chừng 5 năm nữa sao nữa nhét. Đục đế trà bá luôn. Tại cái cám nó ra nó bự. Tổng chiều cao được 102. Thì đỉnh tới mặt bầu. Đường kính bầu đây 55.
hoành là 42. Thoát thân này được 36. Nó nở gốc nhưng mà cũng như đế nó bài bài á, mình không có đo cái độ nở. Cái bài kẹo nha. Đây đấy, đầy đủ điều. Rồi. Cành đúng cá. Phôi 11. Giao lưu 2.800.000. Dạ 2.800, cây số 11. Dạ. Rồi, em xin phép đổi qua phôi 12. Phôi 12, cây này cũng tàn đẹp mà, nhớ chi cành đẹp nè. Tự do ở trên. Đế cũng đẹp luôn. Đế cũng khá đẹp, đây mặt này quá đều. Ừ. Đây thì mặt này cắm xuống, ghế bự bự. Gốc nó chẹt chẹt nở. Tổng chiều cao tới mặt bầu là được 84. Đường kính bầu 50. Quanh đây được 39. Thất thân nó cũng cao cao. Thất thân ở đây được 30 luôn. Số 12. Số 12 em giao lưu 2.500.000 luôn nha cô chú anh chị. 2.500.000. Đây đẹp 12. Đẹp không nha. Rồi, đổi qua 13. 13 cũng là phôi cuối clip của em ha cô chú anh chị. Cây cây này nó mạnh cây lắm, kéo nhựa nè. Nó mới vậy nó lên nhựa hơi. Kéo lên. Dạ, cái đế điệu, cái bàn điệu. Rồi, tổng chiều cao tới mặt bầu được 62. Đường kính bầu là 47. Thoát thân đây được 16. Em sụn như cốm như đẹp. Đây nó 40 ha, hoành 40. Dạ, hoành 40. Để điều bầu. Chia điệu. Dễ nó bỏ điều bầu. Điều gan không có trống chỗ nào hết trơn. Có một người sắp. Thấy nó vậy mà hai ba lớp nè, ở trong nó có lớp nữa đó. Cái nhìn nó đẹp. Đó là xù cốm vậy đẹp. Cái cành cũng đầy đủ. Không thấp. Rồi, phôi số 13 cũng là phôi cuối clip nha. Em xin phép giao lưu là 2.200.000 ha. Shop em bao sống nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại là 0383198616, số đó cũng số Zalo ha. Rồi, cuối clip. Em xin kính chúc cô chú anh chị một ngày mới bằng ăn phát tài ha. Rồi. Chào cô chú anh chị. Dạ, chào chị luôn. Rồi chào các chú anh chị các bạn. Rồi trân trọng kính chào.